Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Đùa Như Thật. Và xin được chào mừng hai đội nữa. Chúng ta đang có mặt tại vòng thi đấu tiếp theo mang tên là Ai Mạnh Ai Yếu. Vòng này sẽ là một trò chơi liên hoàn. Chúng ta sẽ cùng với đồng đội của mình thi đấu như sau. Từng đội sẽ thi đấu nha. Chúng ta sẽ có 2 phút để hoàn thành xong trò chơi này mà thôi. Các bạn có thấy đây là một cái xô rất đặc biệt, được úp ngược lại và có 4 đầu dây. 4 đầu dây như thế này, mỗi thành viên trong đội của mình sẽ phải cầm dây nhưng không được qua vạch quy định của chương trình. Nếu như qua vạch này thì là phạm quy, và đặc biệt là khi di chuyển mỗi bạn chỉ cầm một tay mà thôi, không được cầm hai tay. Sau đó thì Minh Xù sẽ đặt một chú gấu rất là dễ thương ở trên cái xô này. Sau đó các bạn sẽ di chuyển cái xô này tương tự từ vạch xuất phát rất dễ thương. Ủa sao cái giọng mình kỳ vậy ta? Các bạn sẽ phải di chuyển qua cái vạch cản của chương trình ở đây. Sau đó các bạn sẽ dùng kỹ thuật như thế nào đó cùng với nhau để con gấu này rơi vào trong. Trời ơi, cái xô ở đây nếu như không rơi vào thì sẽ không tính. Đó, rất là khó như thế, phải làm sao cho nó vậy nè thì mới tính. À, ok. Quý vị và các bạn thân mến, hai đội chơi của chúng ta sẽ bắt đầu bước vào trò chơi liên hoàn như thế này. Đội nào sẽ thi trước? Chúng ta sẽ có một cái cuộc quảnh tù xì đi. Cố lên em ơi, thắng chơi trước hay thua chơi trước ta? Không biết, thắng được quyền quyết định. Quảnh tù xì ra cây. 1, 2, 3. Đó, em bắt đấy, bắt kèo em rồi. Chơi trước đi em ơi, thắng được quyền quyết định. Thôi bên team nhường bên này chơi trước. Xin mời đội màu xanh lá cây về vị trí ạ. 2 phút dành cho đội màu xanh. Bắt đầu nhẹ thôi. Ok. Ê bạn ơi, bạn ơi. Nếu như bị rơi chúng ta di chuyển lại bắt đầu. Lên bay 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 bay. Cho con cá, cho con cá, cho con cá. Bay bay. Ôi không, con. Ok, vô lên. Di chuyển nào. Từ đầu đi nhanh lên, đi nhanh lên. Con này chỉ có cái lúc ấy thôi. Từ nha. Cái này đi. Vô. Hạ xuống, từ 1 2 3 bây giờ. Hạ lên. Đây. Quá bạch. Anh Minh Xù chọn con to thế. Sao? Bình tĩnh lên em ơi. Chỉ dùng một tay để cầm dây thôi. Dùng hai tay là không quy. Chậm ơi, Bên đây này. Cao lên. Rất là đi lại từ đầu nha. Đây này, cái chiều này. Nhanh. Chúng ta còn 58 giây qua vạch rồi, bắt đầu. Bình tĩnh. Từ từ thôi. Cầm một tay thôi, không cầm qua vạch quy định nha. Mọi người đi chậm, em đi không bằng kịp. Tại vì em đi xe cộng. Thành thấp xuống một chút đó. Đây, chậm em đi không kịp, chậm thôi. Đếm nha, 10. Qua đây, qua đây. Cái xanh là cây. Kịp. Trong vòng 2 phút, đội màu xanh lá cây của chúng ta đã ghi về được 3 con gấu, nhưng chỉ có 1 con gấu là bị phạm quy, cho nên chúng ta sẽ trừ đi con gấu đó. Còn 2 con gấu, chúc mừng đội màu xanh. Em hai tay không nhỉ? Dạ. Nếu như không có mà đồng tình thì chúng ta sẽ xem lại đoạn clip sau đây. Rồi, mời đội màu xanh về chỗ, đồng màu vàng vô. Và bây giờ, lưu ý, vô tình mình để hai tay chúng tôi cũng loại luôn con gấu đó nếu như mà cũng rơi vào trong cái xô kia. Rồi, chuẩn bị 2 phút dành cho đội màu vàng. Bắt đầu. Nâng. Rồi đi. Qua luôn. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh. Lên. Không cuối
này mới quan trọng này. Rồi. Rồi, bây giờ mẹ này. Nâng cái đít lên, nâng cái đít lên. Cho nó vô cái đường ray nè, cho nó vô cái đường ray nè. Đi vào, đi vào, gần đi, vào gần đi. Rồi, rồi, nâng đít lên em, nâng đít lên. Rồi, hạ xuống, hạ xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thấp xuống, thấp xuống, hạ xuống. Rồi, thấp xuống, hạ xuống. Rồi. Xài hai tay kìa. Vào, không. Rồi, chừng nào nó rơi lọt vào bên trong cái xô thì chúng tôi phải xác định. Rồi, chuẩn bị như thế. Con này khó lắm. Được. Vô. Thôi con này dễ rớt lắm. Không dễ rớt đâu, nhanh lên. Này dễ rớt. Nhanh, thôi, đừng để cho nó bị ấy. Căng lên. Từ từ thôi. Màu trắng. Rồi, ok, màu trắng luôn. Bạn này mới là căng này. Rồi, bình tĩnh thôi. Rồi. Quy à. Rồi. Tập trung cái chỗ này. Tay xuống, tay xuống. 1 2 3. Chân ra con chân nó. Rồi, từ từ. Tiếp. Qua bạch. Rồi, từ từ, bình tĩnh. Để xuống. Rồi, ok, tiếp. Một con nữa là hòa nhau. Đổi thêm con nữa thắng bây giờ. Rồi. Rồi từ từ, gia tốc chậm lại. Tất cả nào. Còn 36 giây. Đó. 30 giây cũng sẽ được một con nữa. Cố lên. Rồi, chuẩn bị. Bắt đầu. Bình tĩnh. Rồi, đi nhé. Đây, thằng chép tôi đứng lùi một xíu. Các bạn đếm giây nhá. Chuẩn bị nào. Quay kia luôn. Tiến 5 7 6 5 4 3. Xin được chúc mừng cho đội và màu vàng. Chúng ta là đội chiến thắng với một gợi ý mới nữa để xem các bạn sẽ suy luận như thế nào. Xin mời các bạn. Thank you bạn. Trung Quốc lại. Thắng này chúng mình cùng đi ăn dê nướng. Chọn đấy. Xác suất rồi. Theo như chị nghĩ một người chơi. Em cũng nhiều. Thứ hai chị lại không, chị lại nghĩ là trong đội. Em thật. Chiến thuật của mình là đi tìm người thật. Hả? Chiến thuật của mình là đi tìm người thật. Chị đang nghĩ loại bỏ ra. Chơi. Anh chắc chắn là sao đâu. Anh thề luôn á. Thế thì bây giờ mình viết chơi và anh ấy vào. Thì nếu tại vì nếu mà có người phải đùa thì chắc chắn là chơi đúng. Thì bây giờ cứ ghi tên em vào đi. Với lại đi chơi đúng tại vì em là thật. Em không sợ. Cứ ghi vào đi. Bây giờ bọn em rất là tin anh. Bọn em mới chọn cái đấy. Mới để anh vào đây. Hiểu không? Thì để nếu mà ban tổ chức bảo có thì chắc chắn là chơi. Ok, hợp lý. Ok, đúng không? Và với cái sự lợi thế hơn, đội vàng của chúng ta đã đặt tiếp cho chúng tôi một câu hỏi nữa. Và chúng tôi sẽ thay mặt cho ban tổ chức trả lời thật với các bạn nhé. Hãy lắng nghe thật kỹ. Kết quả mà chúng tôi nhận được đó là câu. Không chỉ có bên này đang có rất là nhiều những cái sự hạnh phúc và vui mừng cũng như là bất ngờ thôi. Bên này thì không hiểu gì. Và bây giờ sẽ là thời gian chúng ta có thể đưa ra ánh sáng những cái lập luận cá nhân của từng người. Đầu tiên, xin mời Vicky Nhung, tại sao bạn lại wow mà đến như vậy? Tại vì đấy là cái người mà em nghi nhất từ đầu chương trình đến giờ. Đó là đúng ai? Rồi. Bạn có thể nói. Em sẽ không nói đâu. Vì sao lại không nói? Không, em phải giữ bí mật chứ. Vì giữ bí mật, nếu như chỉ có một mình bạn biết cái người đó là người vừa thấy đùa thì chúng ta cũng không mở được cái thẻ phân vai của họ. À, lần trước anh chơi á thì anh đã bị kiểu như là cứ giữ cái bí những cái gợi ý này xong rồi cuối cùng có sai. Có sai cái mình thua. Thế thôi bây giờ mình nói luôn. Mọi người thống nhất là mình nói không? Thống nhất. Cái đầu tiên là bọn em check một người bên team anh. Đúng rồi. Là Lân xem có phải là người cầm thẻ đùa không. Thì câu trả lời là không cầm. Rồi, bây giờ mọi người nói của mọi người đi. Từ, phải thảo luận bốn người với nhau. Ý là tại vì cái câu đấy của mình ấy, cái gợi ý có rất nhiều đáp án. Mà cái đáp án lúc hồi nãy là team Thành có nhận một cái gợi ý bảng chữ cái đúng không? Đúng rồi, bảng chữ cái. Và có hướng mũi tên đi xuống như thế này. Thì mình thì là những cái người trong cái có mũi tên đi xuống như thế là những người trong group nhóm
có giữ thẻ đùa. Đùa và phá rối. Và phá rối luôn. Thì có rất nhiều tên, có 6 cái tên. Đây, rồi, rồi. Nào, mọi người bình tĩnh nghe gợi ý thứ hai từ bên này nè. Đúng rồi. Gợi ý thứ hai từ bên này nói rằng là kể tên ra hai người nghi nhất thì chương trình sẽ trả lời là đúng hay không. Thì bên này đã chọn kia và đây. Jay kia là ai? Và... kia là ai? Elvin và Jay. Thì chương trình lắc đầu vừa xong. Không phải. Đấy. Thì nên là mình kết luận là mình có thể tin được Jay, tin được Lân, tin được Jay. Tin được Tú luôn. Tại sao lại tin Tú thì bên kia lập luận xem nào. Bởi vì là cái thẻ đầu tiên là cái nhóm đùa và phá rối. Không có hai người này. Tất cả mọi người chỉ trừ hai người này ra. Ok. Em là anh check là em không có rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nhưng vấn đề là ai là người phá rối? Người phá rối sẽ là người luôn luôn cố gắng quyết định tất cả các câu trả lời và các cái thắng thua của mọi người. Nhưng mà lúc nào đến khi hỏi ấy, thì cũng là em không biết gì cả. Luôn tỏ ra là mình không biết cái gì cả. Thế à, em nghi là chị á. Ừ thì em mới đầu cũng nghi là phá rối mà. Yeah, ừ. Là chị đấy. Nhưng mà tại vì là em không biết tính cách bình thường của chị như nào. Thế nên là vừa có thể là phá rối vừa có thể là đùa. Thường á, những người ít nói họ sẽ có cái lập luận mà sâu sắc hơn. Bởi vì họ quan sát nhiều hơn. Rồi đúng rồi. Họ sẽ tính toán nhiều hơn. Vậy thì các bạn ơi, liệu rằng Soho trong đội của các bạn có phải là mặc chiếc áo hồng trong trái tim anh ấy giống như vậy hay không? Hồi nãy giờ mọi người đã thảo luận rất là nhiều. Và cái người mà... nghiêm túc quá vậy? Một nét chính kịch anh ạ. Nét chính kịch. Không dám cạch đâu nha, cái này thật đó. Thì cái người mà em... Nghi ngờ nhiều nhất là phá rối. Thì em đồng thuận với ý kiến của cùng với Nicky. Cùng với Nicky, em nghĩ là Kim Thành. Em không hơn được, em không nói tên. À, hai bạn đã cùng đồng thuận với nhau rồi hồi nãy. Trước đây có một người khác rồi. Trước đây bọn em đã đồng thuận với một đồng là các bạn quyết định là sẽ không nói ra. Bây giờ chúng tôi chỉ cần muốn lắng nghe ý kiến của Jay nữa thôi. Em thì bây giờ tìm được những người kiểu nghi là đùa với phá rối rồi ấy. Nhưng mà kiểu quan trọng là phân biệt hai người đấy mới khó ấy, bởi vì nếu mà chọn nhầm vào phá rối là mình cũng thua mà. Đúng rồi. Chọn nhầm vào phá rối là mình cũng thua ấy. Còn bây giờ tìm đồng minh thì mình tìm đủ rồi. Bây giờ tôi cứ chơi tiếp để tìm ra gợi ý để mình còn tìm được chốt được người phá rối là ai mới quan trọng. Rồi, ok. Và bây giờ hai đội chơi của chúng ta sẽ sẵn sàng đến với vòng 3 đi. Tại vòng này thì chúng ta sẽ có thêm gợi ý cuối cùng nữa để giúp cho các đội chơi rõ ràng hơn trong lập luận của riêng mình. Và vòng 3 của chúng ta mang tên Ai Nhanh Ai Chậm. Xin mời. Và đây là vòng thi đấu thứ 3 mang tên là Ai Nhanh Ai Chậm. Luật chơi như sau, rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một cái cuộc đấu đối kháng từng thành viên đến từ mỗi đội chơi. Ở trên đây sẽ có một cái bàn. Ở đây có hai cái chuông. Nhấn chuông cái để làm gì ạ? Để giành quyền trả lời cho đội của mình. Chúng ta sẽ cử một thành viên lên đây thi đấu đối kháng với thành viên còn lại. Sau đó Minh Sụp sẽ đọc câu hỏi. Sau khẩu lệnh hết thì chúng ta nhấn chuông giành quyền ưu tiên trả lời. Trả lời đúng thì sẽ được điểm. Trả lời sai thì sẽ nhường quyền trả lời cho đội còn lại. Nhưng các bạn chỉ có 3 giây để trả lời thật nhanh mà thôi. Vì sao? Thứ nhất, câu hỏi rất dễ. Thứ hai, đồng đội có thể nhắc mình để mình trả lời luôn. Cho nên là các bạn cứ nhấn chuông đó, để giành quyền trả lời ưu tiên trước đi đã. Trải qua 12 câu hỏi đến từ 4 cặp thi đấu, đội nào có điểm số cao hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng và ghi về cho mình lời gợi ý cuối cùng của chương trình. Rồi, xin mời thành viên thứ nhất. Bên này. Theo thứ tự luôn đi. Anh Tú đi, bên này, Vicky Nhung đi. Rồi, cứ tuần tự như vậy. Yep. Lưu ý, nhớ sau khẩu lệnh hết thì chúng ta mới được nhấn chuông. Không thôi là phạm quy nha. Rồi, nhưng mà được đặt sẵn đúng không? Đặt sẵn, được rồi đặt sẵn. Câu hỏi đầu tiên dành cho cặp đấu thứ nhất như sau. Tây Ban Nha đã vô địch World Cup bao nhiêu lần hết? Xin mời Vicky Nhung. Một lần là đáp án. Hồi nãy có cái âm thanh sai, gì sai, mà tè tè. Sai bếp. Giống như là cái tiên đoán hay sao. Nó có cái âm thanh tè tè lớn lên á. Ý là sao? Câu sai trả lời một lần là đáp án chính xác. Chúc mừng. Tây Ban Nha có một lần World Cup. Em nhầm sang bù đầu nha. Yeah. Tây Ban Nha vô địch World Cup chỉ một lần mà thôi. Câu hỏi tiếp theo dành cho hai bạn như sau. Trong truyện Ngụ Ngôn, ba chú heo con, chú heo cả đã xây nhà bằng gì hết? Xin là Vicky Nhung.
gạch luôn, chưa chính xác. Nào, rơm, chính xác rồi. Ok, bằng rơm trước. Bằng rơm hả? Bằng rơm trước. Ông cả là oai nhất là xây đầu tiên, xây bằng rơm. Ok, là tại vì xây bằng rơm cho nên mới xây lại bằng gạch đó. Câu hỏi tiếp theo dành cho hai bạn như sau. Trong bảy sắc cầu vồng, màu ở giữa màu xanh lá và màu cam là màu gì? Bấm đi, bấm chưa đúng. Vicky Nhung. Vàng. Vàng. Hai. Vàng. Màu vàng giống như màu của đội của các bạn. Chính xác, chúc mừng. Cái này là hên hay là sao ta? Em học mỹ thuật. Em học mỹ thuật hả? Wow, chúc mừng. Với ba câu hỏi đầu tiên, tỷ số nghiêng về đội màu vàng. Mỗi người ba câu thôi chứ. Lên đến luôn. Rồi, Ready và Evan Lu. Cái gì đứng ở giữa luôn vậy trời. Rồi sau tôi đọc câu hỏi. Né né sang bên, đúng rồi. Quên. Anh để sẵn tay đi anh. Câu hỏi dành cho hai bạn như sau. Quốc gia nào có diện tích lớn thứ 2 trên thế giới? Phạm Huy. Hết. Trung Quốc. Là một đáp án chưa chính xác. Bấm. Nga là nhất rồi. Bấm đi. 3, 2, Nga. 1. Nga là đáp án chưa chính xác. Nga thứ nhất. Bởi vì Nga là đất nước có diện tích lớn nhất. Ấn đi. Không ấn lại được. Chúng ta chỉ được trả lời một lần mà thôi. Lớn thứ nhì xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị và các bạn. Đó chính là Canada. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo dành cho hai bạn như sau. Châu gì mắc nhất hết? Xin mời em. Câu đố mẹo. Nhất mắc nhất. Ba. Mắc nhất. Hai. Châu. Mà. Ba. Đi. Hai. Một. Hết giờ. Chưa chính xác. Châu báu. Ba. Châu báu. Châu báu chính xác. Chưa mà. Anh thua đơn giản. Đây là câu đố mẹo. Châu gì mắc nhất là châu báu chứ còn châu gì nữa đúng không? Mình lại cứ nghĩ chân châu gì ra. Chân châu, sữa tươi chân châu đường đen ấy. Câu gì? Chân châu đường đen luôn. Câu hỏi số 6 như sau. Quốc gia sản xuất rượu vang nhiều nhất thế giới là nước nào hết? Italia. Ý. 3, 2, Ý. 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 Em Ý đúng không? Ý, sai rồi. Pháp. Pháp là một câu trả lời chính xác. Ý là đất nước kinh đô về thời trang thôi. Còn Pháp mới là nơi sản xuất rượu vang nhiều nhất thế giới. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Mời hai bạn về chỗ. Mời cặp đấu tiếp theo. Mời Kim Thành. Bộ ba hồng rực rỡ. Chúc hai con sẽ hoàn thành được phần thi này xuất sắc. Câu hỏi của chúng ta như sau. Soho và Kim Thành thân mến ơi, lại liên quan tới Pháp rồi. Vì sao vào mùa hè, tháp Eiffel sẽ cao hơn bình thường 15 cm? Em biết. Kim loại nó bị nổ ra. Kim loại bị nổ ra. Em có đồng tình. Anh có sao cái này nó bấm không lên? Tại vì bên đây đã bấm rồi, bấm lại. Vô. Đúng rồi. Ok. Nhưng mà thôi, đừng bấm nữa, bên đây đúng rồi. Chúc mừng. Cho đội màu vàng. Bởi vì sao? Bởi vì mùa hè thì nhiệt độ nó tăng lên, nó nóng lên thì kim loại sẽ giãn nở ra, cho nên nó sẽ cao hơn 15 cm là như thế. Và bây giờ câu hỏi của chúng ta như sau. Truyện Kiều được viết bằng ngôn ngữ gì hết? Xin mời Kim Thành. Truyện Kiều nôm. À, nôm. Đúng không? Nikki. Ê. Không bấm. Có điểm đó. Chính xác. Chúc Một yeah. Bí mật là... Được viết à, thôi, bởi chị Nôm. Sao em biết bí mật gì? Bí mật là em học sinh giỏi văn. Wow. Em học chuyên văn giống chị nè. Chuyên văn đúng không? Nè. Cho em cao mông quá đi, em yếu mông cho quá. Cho em cao mông quá đúng không? Ok, bây giờ sẽ là toán học. Câu hỏi của chúng ta như sau. 1 tỷ lẻ 1 nghìn có bao nhiêu số 0? Hết. Mời Kim Thành. 3, 2, 9. 1. 9. 9. Chưa chính xác. 8. Đúng rồi. 1 tỷ lẻ 1 nghìn nha. 6. 8 là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Tại vì thế em không đếm số 1. Bởi vì nó có lẻ 1 nghìn ở trong đó. 1 tỷ lẻ 1 nghìn. 8 là đúng rồi.
Tự nhiên 1 tỷ là có 9 số không nè, nó lẻ 1 tỷ vô. Mẹo, mẹo, mẹo. Rồi, mẹo. Ủa hết rồi chứ còn bấm gì nữa. Đấy đấy ơi. Xin mời các bạn về. Đây sẽ là trận quyết định. Nicky và Jay. Đây là Monster quyết định này, Monster cố lên lên nè. Câu hỏi dành cho hai bạn như sau: khi nào gọi một người yếu đuối là dũng cảm hết? Gọi một người yếu đuối là dũng cảm. Hai. Khi người đó tên. Một. Hết rồi. Hết giờ. Xin mời em. Người đó tên là dũng cảm. Người đó tên là dũng cảm. Chính xác. Chúc mừng. Dù họ rất yếu đuối nhưng người ta tên dũng cảm cơ mà. Nào dũng cảm. Hãy dũng cảm lên. Đừng yếu đuối nữa nha dũng cảm. Câu hỏi thứ hai dành cho hai bạn như sau: xe nào không chở được đồ không chứa? Phạm Quy bây giờ. Rồi. Xe nào không chở được đồ không có bánh xe mà vẫn gọi là xe hết? Xin mời em. Jay. Ba. Xe trượt tuyết. Xe trượt tuyết chưa chính xác. Xe lăn. Xe lăn. Xe lăn. Xe lăn. Một. Xe lăn. À mà xe trượt tuyết chở được đồ. Xe lăn. Xe gì? Xe lăn của bánh mà. Không chở được đồ. Thời gian rồi. Đồ chở được. Hết thời gian rồi. Xe trượt tuyết á, nếu như mà mình để hai cái bánh lên mình vẫn chở được đồ. Kết quả của chúng tôi đó chính là con xe trong bàn cờ tướng đó mọi người. Cái gì cái gì? Trời ơi là trời. Xe cờ tướng. Xe trong bàn cờ tướng đấy đúng không? Dạ. Câu hỏi cuối cùng dành cho hai bạn như sau: đạo diễn của bộ phim Avatar là ai? Hết. Xin mời. James Cameron đúng không? James Bà. Cameron. James Cameron. Vicky Nhung đã giúp cho đội mình có thêm 4 điểm nữa. Đây chính là những khoảnh khắc mà đồng đội để giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng không biết đội nào sẽ là đội chiến thắng trong vòng này đây. Kết quả của chúng ta đó chính là 7-3 nghiêng về đội màu vàng. Vậy là một lần nữa đội màu vàng của chúng ta lại có thêm một sự gợi ý cuối cùng. Chúc mừng các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay giây phút này chúng tôi rất là vui khi được trao cho đội màu vàng thêm sự gợi ý cuối cùng. Mời các bạn thảo luận ngay lập tức. Nhanh lên. Rất là đơn giản xúc tích. Hay đấy. Rồi mời các bạn về chỗ luôn. Bây giờ sẽ là thời gian lượt thứ 3 thảo luận. Xin mời Soho, bạn muốn nói gì? Hả? Bạn hả? Thảo luận rất sôi nổi hồi nãy. Bạn muốn nói gì ngay bây giờ? À, nói có tiền về chia. Có tiền thì chia. Chia như thế nào ạ? Chia như thế nào ạ? À, chia sao nó hợp lý nhất là bốn bạn đều vui. À hả? Bạn vẫn giữ cái quan điểm của mình là không chia sẻ một thông tin nào cả. Đôi khi đó là chiến thuật sai. Bởi vì chưa chắc gì những người xung quanh bạn là thật. Đúng rồi. Đúng rồi. Chưa chắc gì những người xung quanh bạn mà bạn chia sẻ họ là người thật với bạn. Rất nghi Soho luôn. Mình hỏi ý được không anh? Bây giờ là ai đồng ý xe thì giơ tay. 1, 2, 3. Ok, số đồng thắng. Không có, ý tôi không phải là không muốn xe nha. Nhưng mà mình sẽ thực sự là như thế này nè. Tại vì cái gợi ý này nó rất là chính xác rồi. Đây chính là gợi ý cuối cùng rồi. Cho biết đi. Cho nên là thảo luận nữa thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái sự hoang mang. Rồi, ok cho em xin. Mình đã biết rồi. Thì tại sao phải xe? Nhưng mà xe thì phải xe như thế nào cho hợp lý? Xe để mọi người cùng vote đi. Xe để vote không bị chật. Đúng rồi, xe để vote không bị chật, ông hiểu không? Rồi, ok. Tại vì vote là dựa vào số đông chứ không phải là thiểu số. Chính xác, rõ ràng. Vâng, sau đây là gợi ý cuối cùng. Ở đây có ghi vàng, màu đen. Có nghĩa là team bên đây là màu vàng. Còn em nghĩ là team vàng. Và màu đen thì là màu cái đen gì này đấy? Là cái gì đấy, em chưa biết. Quần đen. Trời ơi bà ơi. 3 người đi mặc quần đen. Chị bảy ô. Mà đây cũng là dữ liệu quần đen hoặc giày đen. Tóc vàng chẳng hạn. Vàng và đen á hả? Để màu tóc vàng và đen kìa. Nhưng trời mà ơi. Quan trọng là ba cái gợi ý đấy nó là trên cùng một người hay là trên cùng một team, mọi người không hiểu không? Không biết, chúng tôi không trả lời thông tin này. Cái vàng thì bọn em nghĩ là team vàng. Đội màu xanh lá cây đang rất là thắc mắc, tò mò, muốn biết đúng được rồi. Tất cả mọi thứ rồi. Xin em mời các chắc bạn. Chắn luôn là trong team kia luôn. Đúng rồi. Em nghĩ là trong team em. Trong team này. Trong team này đúng luôn. Thế thì ready. Dạ. Nãy giờ bạn ngồi bạn khá là an toàn với cái việc là chúng ta đã có một cái sự suy luận ở cái vòng vừa rồi là loại ra ready rồi. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn lắng nghe cái quan điểm của bạn. Phân vùng của em là team kia. Đúng rồi. Là ai? Team kia luôn. Có nghĩa là màu vàng. Nghi nhất đó là Nicky. Nicky. Ok. Thế còn cái màu đen. Màu đen giải thích như Thành nào? Thành không hề nghi Nicky. Thành nghi Vicky Nhung và em Soho. Em nhìn thấy là em sai rồi.
Em hiểu quá điều hiểu Đoàn Thế Lân rồi. Đoàn Thế Lân chỉ nhìn được những cái mà nó hiện hiện ra thế thôi. Đúng rồi. Thôi. Đang mà còn bị lan man đấy. Nicky anh tin. Soho á, em thì em thực sự lại nghi ngờ hai người này này. Hai người này này. Ai ạ? Vicky và Soho. Vì sao? Thực sự cái biểu cảm của bạn Soho vừa nãy ấy, làm cho em cảm thấy rất là hoang mang. Em không hiểu tại sao mà bạn lại không có thể xem, bởi vì cái này không phải là chủ nghĩa cá nhân mà có là thể chủ bạn nghĩa là người phá rối mình. Em nghĩ là bạn ấy sẽ cố ở mình lúc đấy bạn, cô hoặc rồi, hoặc nữa đó là rối. Vicky Nhung phá rối chắc luôn. Xin mời Soho, chúng ta sẽ giải thích bản thân mình một tí, bởi vì là bên đây đang nghi ngờ bạn quá. Bạn muốn nói gì với thành viên ở bên đội xanh? Tú đang nghi ngờ Soho về cái gì? Về quan trọng là cái biểu cảm, duy nhất một cái biểu cảm thôi, bởi vì là không chia sẻ cho mọi người đúng không? Thực sự ra mà nói thì tất cả các cái gợi ý của hai bên ấy cũng rất là hoang mang, làm cho bọn mình nghĩ đến ba người cơ. Nhưng mà chính cái biểu cảm của Soho làm cho Tú tự nhiên Tú cảm thấy là bên đội bên đây vẫn còn là một đội cho nên vấn đề xe hay không á là cái chúng tôi cần phải cần họp lại, chứ không thể nào đơn phương mà một người đứng lên và xe được, cho nên chúng tôi phải cần họp lại. Thật sự như này, Hoan chia sẻ đến một thông tin, lúc mà cái câu gợi ý thứ hai ấy, bên này được phép ghi ra hai cái tên thì em là người mà sốt sắng ghi tên mình nhất, còn đâu cái người mà im lặng nhất và chỉ đợi chỉ định một cái tên là Soho. Nói chung là em vẫn nghi Soho nhất, bởi vì là cái react mà lúc mà share, mọi người định share thông tin cuối cho mọi người ấy, nó hơi bị thái quá. Có nghĩa là kể cả là đấy là một vấn đề của team và mình nên họp lại thì cũng không cần, có nghĩa là phải được kiểu căng đến mức độ như vậy. Cái đó là tình huống nó xảy ra và bắt buộc tôi phải làm như vậy trong cái tình huống lúc đó. Đó là cách của Soho. Đúng rồi, đấy là phân tích của cá nhân Jay thôi. Bạn không nên xác định đó là cái bạn Jay áp đặt vào bạn, bởi vì Jay được quyền lập luận như vậy và bạn được quyền phản biện mà, đúng không ạ? Ok, rồi, bây giờ chúng ta cũng hơi rối. Hãy bình tĩnh lại nhé. Và đặc biệt hơn hết là để giúp cho tất cả các bạn có được thêm một cái đặc quyền nữa, đó chính là về quyền lợi bình chọn, thì chúng ta sẽ còn một vòng thi đấu nữa mang tên là Ai Giỏi Nhất. Nếu như bạn nào chiến thắng vòng này, bạn sẽ nhận được hai sự bình chọn cho riêng mình. Khi đó chúng ta có được một cái số đông của nhóm mình, chẳng hạn 4 người, nhưng riêng mình được 2 phiếu bình chọn là 5 phiếu. Biết đâu được, mình đã có được một cái số đông nhất rồi cho cái người đó. Hãy tỉnh táo, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng cuối cùng của chương trình mang tên Ai Giỏi Nhất.